nhiều người ta bói toán lắm, rồi bán sách tử vi mời chào những người ta xem tử rồi cúng giải hạn. Tôi thấy cũng mất tiền, bởi vì cũng mê xem bói toán ấy. Như vậy thì những cái người mà hành nghề mê tín dị đoan như vậy đó thì họ có bị xử lý gì không? Rồi bây giờ thì cái nhu cầu Tết đến đó, người ta thường đi chơi đó, viếng chùa thì mỗi ngày thì thường đông. Như vậy là bãi giữ xe đó tôi thấy là khác. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua tiếp tục lên tiếng chỉ trích các nước giàu đang triển khai các chính sách ngăn cản việc phân phối công bằng vaccine ngừa COVID-19 và gây tổn hại đến chương trình chia sẻ vaccine COVAX do Tổ chức Y tế dẫn đầu. Some high-income countries for actually approaching manufacturers. Một số nước giàu đã liên lạc trực tiếp với các nhà sản xuất nhằm nhận được nhiều vaccine hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến các thỏa thuận theo chương trình vaccine COVAX và có thể làm giảm số tiền tài trợ cho COVAX. Từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một công trong các hành vi sau đây là lợi dụng hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, sóc quẻ, yểm bùa, phù chú. Của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Dự kiến tên lửa đẩy trường chinh 5B sẽ được lắp ráp và tiến hành các thử nghiệm với mô đun lõi của trạm không gian, vốn đã được vận chuyển đến bãi.